Chiều rộng của nó là 33 inch, còn cái chiều sâu của nó là 9 inch, rồi chiều giống như chiều ngang này nè là 22 inch, cái này là size lớn, size lớn mà nó là single. Có nhiều kiểu quá hả? Ừ, cái này giá là 249 nè. Cái này 200, nhìn lấy cái này hả? No, this one. Oh, vậy là cái giá different, it's different because cái này nó có cái dĩ, cái kia nó không có cái dĩ. Nhưng mà nó cùng sai, cùng... Sao mình nghĩ nó nhìn nó giống nhau á? Nhìn hơi giống nhưng mà cái này nó có cái dĩ. Rồi cái này 900 mấy luôn. Ừ, 915 đồng. Còn cái nào 800 mấy thôi. Cái này thì chắc nó không chạy anh ha. Cái này nó không chạy. Cái này giống như bằng men, trắng men. Còn cái kia là chạy. Cái này chạy. Ok, lấy cái này đi. Lấy cái này ha. Lấy này đi. Okay. 240. Có một gạch chưa? Dạ mua rồi. Phim set chưa? Mua hết luôn rồi. Bây giờ mình bắt cái giòi nước lọc giò xứng luôn nha các bạn. Thì trước khi mình gắn vô để hồi khi mà vô trong nó chặt mình gắn không được. Mình cũng có mua một cái thùng rác ở Bath & Beyond đó các bạn. Rồi mình giấu nó vô cái tủ luôn. Mỗi khi mà mình cần bỏ rác thì mình mở cái tủ ra thì thùng rác nó chạy ra. Mình đóng lại thì thùng rác nó chạy vô. Nó tiện lắm, nó giấu thùng rác với lại đỡ hôi nhà đó các bạn. Đúng không? Đúng rồi, nhìn nó biết.
nó không phải đầu nó dán mà nó cắt như gì liền ha, gác có lại con rồi. Anh làm thấy dễ không? Này nhiều khi anh làm em học không? Coi cái nào mới mốt làm được mình thì làm. Giờ bắt đầu tới qua khúc bên đây nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sơn luôn cái tủ này luôn. Sơn cho nó tiệp màu luôn. Cho thành màu xám hết luôn. Thấy không? Thì bên đây màu xám. Thì mình sơn bên đây cũng màu xám luôn. Mà cái tủ này mình thấy nhỏ ít gì chứ mình sơn nhiều lắm. Nó nhiều đủ thứ ngõ ngắt rồi cạnh đồ lum hết rồi. Cho nên mình phải sơn hết. Thì nó mới tiệp. Thấy không? Cái tủ này hồi xưa các bạn, nó là cái tủ màu gỗ. Xong xuôi rồi bây giờ á, kiếm mấy cái tủ gỗ này mua cũng khó đó, tại giờ đang mùa dịch á. Cho nên mình sơn lại, mình dọn dẹp sạch sẽ, mình sơn lại rồi nó cũng mới to nè. Các bạn nhìn thấy không? Mới to luôn á. Bây giờ mình chỉ cần để mở ra, xong xuôi rồi cái dọn dẹp sạch sẽ trong đó, sơn lại hoặc là lót giấy á, thì nó sẽ đẹp thôi, nó mới to luôn. Cái này sơn hơi lâu á, mình sơn cũng cả ngày trời á, nguyên đây. Tại vì nó nhỏ nhưng mà nó góc ngạnh tùm lum hết trơn á. Bạn thấy không? Bây giờ nó tiệp nguyên một cái màu luôn. Bây giờ mình phải sẽ đi mua thêm mấy cái handle này nè. Mình sẽ gắn vô, tại tủ của nó không có. Giờ cái này mình sẽ gắn cái handle ở đây, hai cái handle hai bên. Còn bên đây thì mình đóng mấy cái cục thôi. Thì mình nắm mình lấy ra. Thấy mới đầu thấy lâu chứ thật ra mình làm từ từ nó cũng xong thôi. Bây giờ nó tiệp hết rồi. Cuối cùng thì cái nhà mình cũng xong rồi các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong. Đây. Đây cái xính mình cũng là thay và mình dán gạch marble lên luôn. Dán gạch marble lên hết luôn nha. Thấy đẹp không? Xính cũng là xính mới luôn. Thấy không? Tất cả đồ mới hết. Cabinet mình sơn lên luôn. Mình sơn cho màu xám luôn. Và mình cũng mua cái handle mình gắn cho luôn. Mình thấy không? Bây giờ nó mới hoàn toàn. Chỉ qua sơn lại thôi. Bên đây cũng vậy,
Bên đây mình cũng sơn lại hoàn toàn màu xám luôn. Rồi mình cũng có mua mấy cái handle mình gắn vô nè, sơn trong sơn ngoài luôn thì nó mới đẹp. Đây mà công nhận mấy cái tủ này mình sơn lại, mình gắn cái mấy cái handle lên thì nhìn quá đẹp luôn, giống như mới tinh luôn. Còn bên đây mình dán mó, đây mấy cái này mình cũng dán mó bồ lên luôn, là sao nó mó bồ lên nó mới đẹp, nó mới sạch sẽ. Ở đây cũng vậy luôn, đây cũng mình cũng dán mó bồ lên bên tường luôn nè, mình thấy không, quá đẹp ha. Bây giờ vợ mình lại muốn dán luôn qua bên đây luôn, thấy không, tại vì càng làm á mình càng muốn làm thêm luôn. Muốn dán qua đền tới đây luôn. Mà công nhận dán gạch mà mô bồ lên nhìn đẹp thiệt chứ. Nhìn cái nhà nó sang và nổi ra luôn. Mấy cái này làm cũng đẹp lắm nha. Làm này cũng... Mấy này là cực công lắm á. Quá đẹp ha. Mà lạ cái gì nè, một khi mà mình làm rồi đó mình muốn làm hoài à, mình muốn sửa cho nó đẹp hoài luôn á. Mình không nhận khi mình gắn mô bồ lên tường á, bạn thấy không, nó đẹp không, nó đẹp với nó sạch sẽ ghê luôn. Mấy cái cửa sổ bên đây với cái cửa sổ bên đây mình lót lên luôn rồi mình dán gạch lên luôn, mình sơn lại hết rồi, bây giờ nó sạch sẽ lắm. Nhất là cái bếp nè, cái bếp là sạch sẽ rồi, nó đã. Cái tủ này mình cũng sơn luôn, sơn lại sạch sẽ hết rồi. Mới ha. Nó lệch phái lắm, nó lệch là về là I like it, I like it. I like, you like it? Yeah? You like it, your new house? Yeah? Okay. Đây, năm nay chắc không chơi cây Noel, tại năm nay buồn quá. Giống như dịch đồ này nọ. Cho nên mình không gắn đèn luôn, mình chỉ để trong nhà vài ngọn đèn thôi. Ở trong tủ này cũng có đèn luôn nè. Khá là thì nó phái đèn đó. Cái cửa này mình cũng sơn lại luôn, sơn cho nó đẹp, nó nổi. Ok rồi, cái nhà mình cuối cùng mình cũng xong. Vì là khỏe rồi, mới hoàn toàn. Từ cái nền lên cái tường với cái cửa đồ mình làm mới hết luôn. Đẹp ha. Quá đẹp.